Dạ em Hoa Lan Thanh Mai 98 xin mến chào cả nhà. Đầu la em lên thanh lý cho các bác ít hàng trâu rừng các bác nhá. Trâu rừng hàng bốc kg này, toàn cây to các bác nhá. Cây to mít đẹp này. Thanh lý là 230k một kg các bác nhá. Đấy toàn cây lắm, mít đẹp lắm, to lắm các bác ơi. Cây này nó vào hai cây hơn 1 cân đấy các bác, cây to này. Mít rụt các bác nhá. Đó. Trâu rừng. Thời tiết này ghép cây vẫn ok các bác nha. Đó. Miền Bắc thôi, còn miền Nam thì ghép quanh năm. Đó. Ôi đẹp không các bác nè. Thanh lý 230k một kg bác nhé. Cái mít này nó phải nặng được vào 7-6-7 lạng các bác nhé. Nặng. Đó, 230k kg. Bây giờ em sẽ đi vào hàng Thái thuần Việt Nam các bác nhé. Thái thì nó sẽ nhiều màu sắc hơn các bác nhá. Trâu nhà em chuẩn hoa Tết các bác nhá. Chuẩn hoa Tết ạ, à, nụ bé như thế này và nụ đang nứt các bác nhá. Các bác mua hàng gọi vào số 0372094157, đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 ủng hộ em nha cả nhà để theo dõi những video trực tiếp các bác lựa chọn nhá. Bây giờ em sẽ đi vào luôn các bác nhá. Chậu trâu đầu tiên là cái chậu trâu màu hồng sắc pháo, có nghĩa rất là đẹp, màu này rất là đẹp các bác này. Chậu trâu đầu tiên được vào 1 2 3 4 5 6 7 8 cặp rưỡi lá các bác nhá. Và cây này thì được 3 nụ hoa các bác nha. Đó, rất là đẹp. Đây chậu này. Em chia sẻ với các bác cái chậu này to như thế này, đẹp như thế này. Đây. To đẹp này, hàng nhà em thuần vườn các bác nhá. Hàng thuần vườn đẹp như thế này. Chậu này em chia sẻ với các bác giá là 550k các bác nhá. 550k chậu trâu số 1B các bác nhá, 1B. 1B ạ. Các bác chờ em xíu nhá, em sẽ lên cây cho các bác. Tục mã số 2B các bác nhá, 2B. Đó, 2B các bác nha. Cái này là một cây màu tím đốm các bác nha. Rất là đẹp. Màu này rất là trong, đẹp các bác nha. Rụt các bác nha, rụt. 2B các bác lên xem là 250k các bác nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Châu nhà em thuần 53 các bác nhá. 2B là 250k. Tiếp tục mã số 3B các bác nhá. 3B đây. Cái này hồng sắc pháo các bác nhá, 3B. Cây này nụ mới nứt nứt thôi các bác nha, hai cái nụ nứt nứt. Hai cái nụ nứt nứt. Đó. Bé 1 cm thôi các bác nha. Đó, tiếp tục mã số 3B, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lá các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, 2B, 3B các bác nhá, 3B. Em cũng thanh lý cho các bác giá là 250k các bác nhá, 250. Anh em toàn bộ chưa có phí ship các bác nhá. Đấy, và những cây như thế này thì các bác mua với giá là 250k một chậu. Đó, 250k một chậu vẫn là trâu 53 các bác nhá. Cây nào cũng nứt nụ hai nụ rồi. Cây nào cũng nứt hai nụ, có cây thì nụ được 1 sen rồi các bác nhá. Có cây thì nụ được 1 sen, 2 sen. Đấy, có cây thì mới nứt hạt gạo các bác nhá. Đấy, 250k cho một chậu như thế này các bác nhá. Cái này là nó sải lên, cái này là sải nó ngang, cho nên là các bác nhìn nó như thế. Đấy. Nhiều lắm, nhà em nhiều lắm các bác nhá. Để quay sơ cho các bác thôi chứ mà lấy hết thì nó nhiều lắm. Đây 250k các bác nhá. Các bác có thể lấy 5 cây 5 màu về cho đủ các bác nhá. Đây đỏ đốm này, tím này các bác này. Rất là nhiều màu các bác nhá. Toàn màu hot thôi, nó không có những cái màu, nó không có những cái màu đậm đâu các bác nhá. Đẹp lắm. Vườn này đa phần là vậy các bác nhá. Đó, đó là những cây 250 các bác nhá. Các bác lên giúp em luôn mã tiếp nha. Mã số 5. Đó, mã số 5 chậu như này. Các bác về đặt sang chậu. Các bác về đặt sang chậu như thế này rất là đẹp các bác nha. Đặt sang chậu như thế này. Đó, cây này đặt sang chậu cực VIP luôn các bác nha. Mã số 5. Đó, đặt sang chậu như này rất đẹp. Mã số 5 cô chú bác chị lên giúp em là 300 nhá. 300. Đây là cây 300. Hai nụ các bác nhá. Đây là những cây 300, 2, 4, 6, 8 cặp lá các bác nhá. 2, 4, 6, 8. Đó. Đây là những cây 300 nhà em các bác nha. Đó. Cây 300 các bác này. Nó to lắm các bác nha. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Đó. Các bác nhá. 2, 4, 6, 7 cặp rưỡi. Và bên này 8 cặp rưỡi. Đó.
trâu nhà em nó to lắm các nhá. Đây bề ngang là xem nào. 2 này. 4 này. Chắc là gần 60 cây này nhá, gần 60. Cao xem nào. Cao. Đó, chiều cao này các bác nha. Đó, cây trâu rất là to. Cây trâu này là cây trâu 300 các bác nhá. 300. 300 thì nó có cả đó, cái này là xem ngang rất là to các bác nhá. Và những cây mít như thế này nữa này. Mít như thế này. Đấy, cũng đủ màu cho các bác nha. Màu nhà em chuẩn 90% các bác nhá. Chuẩn 90%. Đó, đẹp không các bác này, nụ này. Nứt. Đó. Cái trời thời gian vận chuyển đi thì cái rễ nó phải gãy các bác nhá. Nó gãy nhưng không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Rồi sẽ ra. Nó gãy thì các bác cũng không cắt được, cứ để như thế này nhá. Để như thế này cũng được. Đó. Cứ kệ nó, không vấn đề gì đâu. Trâu mà nó vẫn còn cái vỏ bọc bên trong các bác nhá. Nó chỉ gãy cái lớp áo bên ngoài thôi, nó vẫn còn cái vỏ bọc bên trong. Các bác yên tâm. Đây là những cây 300 các bác nhá. Các bác có thể lấy 5 cây 5 màu nhá. 3 cây em miễn ship các bác nha. Đó. 5 cây 5 màu, 3 cây miễn ship các bác nha. Đẹp lắm các bác nha. Đây ạ. Đó, những cây 300 các bác nhá. Nặng lắm, cây trâu gì đâu. 2 cây chắc phải ký hơn. 2 cây chắc phải hơn cân các bác ạ. Trâu rất là nặng. Đây cây hồng này, cây hồng này, cây hồng này lá vân này. Bác nào lấy cây hồng này em để giá 350k nhá. Đây. Lá nó lên chỉ lá nó vân vân rất là đẹp các bác nha. Chung cây này em thấy nó rất là đặc biệt. Còn một cây nữa. 2 4 6 7 cặp lá rưỡi, 2 4 6 8. Một bên 8 lá rưỡi, một bên 7 lá rưỡi các bác nhá. Có cây hồng cánh sen này. Cây hồng cánh sen này nhìn nó rất là lạ các bác nha. Đó, bác nào lấy em để giá là 350k. Mã số 6 đi. Mã số 6 350 các bác nhá. Đấy, cây bò sữa này cũng rất là đẹp, cũng rất là lạ. Đó. Cây bò sữa này bác nào lấy mã số 7 cũng là 350 các bác nhá. Mã số 7. 350. Đó. Nói chung là trâu nhà em rất là nhiều, một vườn luôn các bác nhá. Đấy, cây thì nó toàn bộ như vậy hết. Đấy, sẽ chọn cho các bác nha. Sẽ chọn cho các bác. Đấy, các bác lấy bao nhiêu cây thì cứ alo trực tiếp cho em nhá. Các bác có thể đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 ủng hộ em nha cả nhà. Trâu rất là to, trâu 53 các bác nhá. Trâu 53. Bình thường cái cây trâu mà các bác mua hoa năm bói nó cũng 5 cặp lá, 6 cặp lá, nhưng mà nó là cây trâu bé, nhìn rất là bé. Nhưng lá của nó vẫn rất là nhiều, lá bao tử các bác nhá, rất là bé. Cây trâu này, cây trâu nhà em 53 rồi, to lắm, bác nào nhận cũng khen. Bác nào nhận cũng chê, cũng khen. Rồi đặt sang chậu nhìn nó lộng lẫy lắm, to lắm các bác ạ. Các bác yên tâm nhá, các bác yên tâm ạ. Đấy, chỉ sợ các bác bảo nhìn qua hình ảnh nó này nọ không không? Trâu nhà em to lắm. Các bác vào mua hàng ủng hộ Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372094157. Bên em lúc nào cũng có trà ngon Thái Nguyên phục vụ các bác nha. Trà ngon Thái Nguyên phục vụ các bác sẽ có mức giá từ bình dân 250k 1kg cho đến 3 triệu đồng. Bác nào chưa thưởng thức trà bên em thì lên ủng hộ nhá. Lên thử các bác nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại.